Chào tất cả quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đã biết ấy, hiện nay thì cái việc mà làm mộ đá thì đang có rất là nhiều những cái loại nguyên liệu khác nhau, và phổ biến nhất thì bây giờ đang là cái loại đá granite thì đang được lựa chọn nhiều nhất để làm nguyên liệu khi mà xây dựng các cái công trình lăng mộ. Có nhiều bác, các bác ấy băn khoăn một vấn đề như thế này, tức là cái đá granite hiện nay ở trên thị trường để làm mộ thì có hai loại chính, một là đá nội địa và hai là đá nhập khẩu, và cụ thể là bọn em đang làm đá nhập khẩu của Ấn Độ là chính. Thế thì các bác ấy băn khoăn rằng là không biết là hai cái loại đá này ấy thì nó khác nhau ở những cái điểm gì và nên sử dụng loại đá nào. Thì như trước mắt quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây ấy, đây là những cái ngôi mộ đá granite Ấn Độ mà bọn em đã chế tác xong và chuẩn bị bàn giao đến công trình. Thế nên là đang đóng kiện lại thành từng kiện một. Và em sẽ quay kỹ hơn để phân tích cụ thể cho các bác thấy rằng là giữa loại đá granite Ấn Độ này và cái đá nội địa này nó khác nhau như thế nào. Thì đối với cái dòng đá granite nhập khẩu Ấn Độ này, thứ nhất là về cái độ bóng của nó là nó sẽ bóng hơn, tại vì cái dòng đá này nó cứng hơn, thế nên khi bọn em đánh bóng lên thì nó sẽ bóng hơn. Cái thứ hai nữa là tất cả cái độ đồng đều của các cái chi tiết của đá thì nó sẽ đồng đều hơn, tức là nó ít những cái vết loang hơn. Thì như các bác nhìn thấy ở đây, trên cái mặt đá nó không có những cái vết loang, nó không có những cái vết loang, và những cái bông của nó này, những cái bông là những cái chấm chấm này này, nó cũng đều nhau hơn. Và đương nhiên như lúc nãy em phân tích ấy, thì cái độ bóng của nó cao hơn. Thì nhìn các bác nhìn kỹ đi nhá, các bác nhìn kỹ những cái đá granite Ấn Độ này đi. Đấy, xong đây em sẽ chỉ cho các bác cái đá này là cái đá Bình Định này. Cái đá Bình Định đây. Đây là đá granite đen Bình Định. Thì trên cái dòng đá granite đen Bình Định này ấy, thì nó sẽ không đen tuyền được, mà nó sẽ có những cái vết. Ví dụ như ở đây này, các bác nhìn thấy này, những cái vết. Cái này thì lúc mà làm xong ấy, thì đương nhiên là sẽ phải nhuộm một lớp, thì sẽ không nhìn thấy những cái vết này. Nhưng mà để ra ngoài trời một thời gian ấy thì nó sẽ hiện ra. Và cái đá này như các bác cũng có thể nhìn thấy đấy, thì cái màu của nó là nó sẽ bị bay nhanh hơn. Đấy, ngay cả trên một cái viên đá này các bác cũng có thể nhìn thấy là nó có chỗ đậm và chỗ nhạt rồi. Nhưng ở bên cái đá Ấn Độ này thì không. Đây, ở bên cái dòng đá Ấn Độ này thì các bác nhìn thấy tất cả mọi thứ là nó đều một màu thôi. Đây này. Tất cả mọi cái thông tin cái màu sắc của đá nó đều một màu hết. Và đương nhiên rồi, cái đá này nó sẽ cứng hơn, dai hơn, thế nên để ở ngoài trời thì nó sẽ chịu được cái tác động của thời tiết hơn, nó lâu bay màu hơn. Chứ còn cái dòng đá nội địa chẳng hạn như là cái đá đen ấy thì nó sẽ nhanh bị bay màu hơn. Và nếu như mà các bác sử dụng cái đá granite nội ấy thì các bác nên sử dụng cái tông màu xanh này. Cái tông màu xanh này ấy, chất lượng của nó rất là tốt. Chất lượng có thể nói rất là tốt. Thứ hai nữa là cái độ đồng đều của đá nó cũng cao hơn là cái tông màu đen. Và cái điều thứ ba nữa là các bác khi mà để ra ngoài trời ấy, không có mái che ấy, thì cái đá xanh này ấy, nó cũng hạn chế cái việc là sau này nó bị nứt hơn, thì làm các cái phần mộ sẽ yên tâm hơn. Đối với cái dòng đá đen Bình Định kia thì nó cũng không nứt đâu, nhưng mà độ bền ấy, và cái đặc biệt là cái việc mà sau này nó bay màu ấy, thì nó sẽ không giữ được màu lâu. Nhưng mà ở cái dòng đá Ấn Độ này thì là các bác yên tâm, tức là cái độ bóng này và cái giữ được cái màu của nó lâu hơn. Thế nên là bây giờ khách hàng của em thì các bác ấy lựa chọn cái dòng đá granite Ấn Độ này để làm mộ rất là nhiều. Và như các cái phần mộ này chuẩn bị em sẽ lắp ở Hải Phòng. Đấy, tất cả đều là những cái khối đá rất là lớn. Đây các bác nhìn thấy này, một cái phần mộ này thì nó chỉ gồm có 3 viên thôi. Một cái phần đế này. Đấy, một cái thân và một cái bia. Và tất cả các chi tiết ghép với nhau đều có mộng hết. Đây là cái mộng của cái bia này. Thế nên là về độ bền này các bác hoàn toàn yên tâm là cái sản phẩm mộ đá granite này nó sẽ rất là bền. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến các sản phẩm mộ đá granite thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình có thể chọn được những cái ngôi mộ chất lượng của nó tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.